Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người lại đến với chương trình chia sẻ kiến thức uy tín về thực phẩm bổ sung được thực hiện bởi Gen Z Nutrition, một thương hiệu kinh doanh thực phẩm bổ sung 100% chính hãng và uy tín tại khu vực thành phố Thủ Đức, có địa chỉ số 77 Dương Văn Cam, phường Linh Tây, thành phố Thủ Đức. Và mình tên là Luân. Hôm nay Luân rất là vui mừng tại vì Luân lại được trở lại với mọi người trong một cái chuyên mục là chúng ta sẽ review nè, đánh giá chi tiết và trung thực về một cái sản phẩm rất là mới, có thể nói là mới nhất tại Việt Nam, lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Và Gen Z Nutrition rất là vui vì là một cái đơn vị có đủ uy tín, năng lực và thẩm quyền để có thể kinh doanh với cái sản phẩm này một cách chính hãng và uy tín tại khu vực thành phố Thủ Đức. Thì hôm nay chính là sản phẩm Lean Body. Lean Body RTD. Đó, đây phải ghi thêm một từ này nữa thì nó mới đúng nè. Đó chính là Lean Body RTD. Thì đó là gì đây? Khi mọi người thấy ở đây, ở trong tủ lạnh này mọi người cũng đã thấy là Lean Body RTD mà Luân Gen Z Nutrition muốn bảo quản ở một cái chế độ tốt nhất cho khách hàng. Khi mà mọi người ghé cửa hàng của Gen Z, mọi người hoàn toàn có thể mua một chai Lean Body RTD bất kỳ mùi vị nào mình thích với giá rất là rẻ, dưới 100.000, để mà mình có thể thưởng thức nạp protein một cách nhanh chóng và tiện lợi với rất nhiều những cái mùi vị khác nhau. Đây, Luân sẽ cho mọi người thấy, đây là Lean Body RTD hương vị mùi chocolate. Rồi, thì chúng ta đã thấy được cái ngoại hình của cái sản phẩm rồi, thì bây giờ Luân sẽ giới thiệu cho mọi người là nó là cái gì. À, thì chúng ta nói là Lean Body. Lean Body á, là mọi người, cái một cái từ này á, Luân sẽ muốn giải nghĩa cho ai mà chưa có hiểu nó. Đó là một cái vóc dáng săn chắc. Đó là vóc dáng săn chắc. Đó, Lean Body chúng ta chỉ cần hiểu đơn giản đó là vóc dáng săn chắc thôi. Đó là gì? Nhìn săn chắc, không có mập, không có gầy, mà là săn chắc, nằm ở giữa, nhìn cân đối, săn chắc, đẹp và khỏe. Thì đó là ý nghĩa của Lean Body. Như vậy thì cái chữ RTD này nó có nghĩa là gì? RTD này có nghĩa là Ready to Drink. Tức là sao? Sẵn sàng để uống. Tức là mình đối với các sản phẩm, ví dụ như đây, đây là Muscle Mass, hay là những cái sản phẩm dạng bột, ví dụ như Lean Body dạng bột, thì chúng ta cần phải có một cái thao tác là lấy bình lắc ra, bỏ nước vô, bỏ bột vô, lắc lên uống, đúng không mọi người? Ở trong một số tình huống thì cái việc đó nó cũng sẽ là một cái không tiện lợi bằng so với cái Lean Body Ready to Drink. Ready to Drink là sẵn sàng để uống luôn. Ví dụ như đây, một hũ Lean Body Ready to Drink vị chocolate. Thì bây giờ ví dụ như mà mình đang trong một cái dịp đi học nè, đi du lịch nè, đi chơi nè, đi công việc nè, đi làm nè, hay là làm bất cứ một cái hoạt động gì đó mà mình biết rằng mình không thể nào mang vác quá nhiều thứ được, mình chỉ cần một Lean Body Ready to Drink. Ví dụ nhé, mình có thể hoàn toàn bỏ nó vô túi của mình. Này mọi người, có thể hoàn toàn bỏ nó vô túi của mình. Đó, rồi mình đi thôi. Khi mà mình cần nạp dinh dưỡng, mình chỉ cần móc ra, rất là tiện. Móc ra, rồi, và công việc của mình bây giờ là vặn nắp và thưởng thức. Đó, đó là cái đầu tiên. Thì cái mục đích của cái Lean Body Ready to Drink là gì? Đó, chắc là mọi người rất là quan tâm đúng không? Thì cái Lean Body RTD nó là một cái dạng sữa giúp tăng cơ, giảm mỡ, bổ sung dinh dưỡng một cách nhanh chóng. Nó là sữa uống liền. Nó là sữa uống liền. Và cái sữa uống liền này nó không phải đơn thuần là sữa bò, mà nó là những cái protein cao cấp được lấy từ milk protein, protein từ sữa và protein từ whey. Đó, cho nên nó đã được tách lọc rất là tinh khiết và dùng một cái công nghệ, đó là công nghệ CFM. Cái điều đó nó giúp cho chúng ta, khi mà cái công nghệ đó thì nó giúp cho chúng ta giữ lại được cái chất lượng protein rất là cao. Thì cái Lean Body này á, một liều của nó, ví dụ như Luân có cái hũ, hai hũ ở đây đi, mọi người sẽ thấy có hai hũ nè. Đây là cái size mini, size nhỏ. Đây là size này là 20g protein. Đó. Còn cái này là 40g protein. Đó. Thì khi mà có hai cái size như vậy thì chúng ta có thể đa dạng sự lựa chọn và tùy cái đối tượng mà chúng ta sử dụng cái size nào cho nó phù hợp. Rồi, thì khi mà chúng ta có cái nhu cầu đó là tăng cơ, giảm mỡ, thì chúng ta chọn Lean Body sẽ là một giải pháp cực kỳ tuyệt vời. Tại vì sao? Luân sẽ cùng với mọi người phân tích. Đó, tăng cơ, giảm mỡ, đó là yếu tố một thôi. Thứ hai là bổ sung dinh dưỡng. Bổ sung dinh dưỡng. Đó, bổ sung dinh dưỡng. Thì Lean Body RTD sẽ là một cái giải pháp không thể tuyệt vời hơn. Tại vì sao? Lean Body RTD nó có một cái tính tiện lợi rất là cao, và cái thành phần dinh dưỡng của nó thì phải nói là rất tuyệt vời, cực kỳ tuyệt vời. Đó, thì bây giờ Luân sẽ cùng với mọi người
chúng ta đi thật là kỹ, thật là sâu và soi chi tiết vào cái thành phần dinh dưỡng của Lean Body RTD đang có mặt 100% chính hãng tại ZZ Nutrition. Và hôm nay là ngày 23 tháng 6 năm 2022 tại ZZ Nutrition. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá chi tiết thành phần của Lean Body RTD ngay bây giờ. Rồi, như mình luôn đã nói với mọi người, chúng ta sẽ đi vào chi tiết cái Nutrition Facts của nó. Nutrition Facts. Thì Luân muốn ở đây là gì? Luân đánh giá nó một cách trung thực, chia sẻ với mọi người những cái gì mà Luân biết về cái sản phẩm này. Thì bây giờ chắc là mọi người sẽ rất quan tâm, ai mà tập thể dục thể thao nè, rồi ai mà chơi tập gym nè, thì sẽ rất là quan tâm đó là sự phát triển và phục hồi của cơ bắp mình. Cơ bắp ở đây chúng ta không có phải hiểu rằng là cơ bắp to to như cái vận động viên thể hình, nó không phải. Đây là một sự cơ bắp trong cuộc sống, một cái người săn chắc, một cái người khỏe mạnh, một cái người năng lượng. Đó, một cái người mà chúng ta có một cái sức khỏe tốt, một cái vóc dáng đẹp thì chúng ta tự tin trong cuộc sống của chúng ta và chúng ta tận hưởng cuộc sống của chúng ta. Thì bây giờ Luân sẽ nói về Nutrition Facts. Có một cái rất quan trọng mà mọi người sẽ rất quan tâm, đó chính là protein. Thì protein của Lean Body RTD nó có hai size, một là 20g, hai là 40g. Thì Luân sẽ tập trung nói về cái 40g. Thì bây giờ một chai Lean Body như vậy nó sẽ cho ra 40g protein. 40g protein. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ hỏi là protein này đến từ đâu? Luân sẽ chia sẻ cho mọi người luôn. Protein này đến từ một, đây. Luân sẽ nói sự trung thực để mọi người là một cái nhìn nó thật sự là chính xác. Đây cho mọi người xem. Mọi người xem ở đây giùm luôn. Cái chỗ này. Đây, khi mà mình mua bất cứ một cái supplement nào, mình cũng phải quan tâm đến cái gọi là ingredients. Thì đây, đây là những nó thể hiện ở trên đây. Thì như mọi người có thể thấy trên nhãn, đầu tiên là milk protein isolate. Đó, mọi người có thấy rõ được cái chỗ này không ạ? Đó, Luân muốn cho mọi người xem cái thực tế luôn. Đó, thì Luân đang cầm nó trên tay và Luân sẽ cho mọi người thấy thực tế, đó là nó chứa protein 40g và đến từ nguồn sau đây. Một là milk protein isolate. Tức là gì? Đây là protein tinh khiết từ sữa bò. Cái protein này nó hấp thu nhanh, tuy nhiên nó không nhanh bằng whey. Nhưng có một cái lợi thế của nó, đó là nó giàu canxi. Nó rất là giàu canxi, mà canxi là một cái thành phần rất là quan trọng để chúng ta chắc khỏe xương. Rồi, cái thứ hai mà nó đến từ protein đó là calcium, casein. Ok, cái thứ hai, cái này nó chiếm tỷ trọng nhiều nè, đó là whey protein. Whey protein concentrate. Đó, thì đây chính là hai cái nguồn protein chính ở trong cái Lean Body RTD này. Lean Body RTD này, đây hai cái thành phần milk protein isolate và whey protein isolate concentrate là cái thành phần protein chính. Tất cả đều là hấp thu nhanh và rất là giàu axit amin. Đó, thì khi mà cơ bắp của chúng ta nó có một cái nguồn protein chất lượng cao thì nó sẽ gia tăng tốc độ phục hồi một cách tốt hơn, tối ưu hơn và từ đó phát triển được đúng như cái ý chúng ta muốn và có được một cái sức khỏe tốt cho mình. Đó là cái thứ nhất. Cái điểm thứ hai mà Luân muốn nói về đặc biệt của sản phẩm này, đó là sản phẩm này nó không chứa đường. Protein là 40g, Luân sẽ kết ok ý này ở đây. Thì cái sản phẩm này nó có một cái đặc biệt là nó không chứa đường. Cho nên nãy Luân mới nói với mọi người, nếu như cái nhu cầu của mình đang là tăng cơ giảm mỡ và bổ sung dinh dưỡng để giữ cho cái body mình fit. Đây, hãy tưởng tượng bây giờ đây là mục tiêu của mọi người nha. Tăng cơ cộng với giảm mỡ. Thì mọi người cần phải cái thực phẩm nó phải gì? Thứ nhất, thấp calo. Đó. Cái thứ hai là nó phải lành mạnh. Đúng không mọi người? Nó phải lành mạnh chứ không thể nào mà đang tăng cơ giảm mỡ mà cho tôi uống đường nhiều, đồ ngọt, đồ béo, đồ chiên, đồ xào. Đó là không được. Đó, thấp calo, lành mạnh và giàu protein. Tại vì mình đang muốn tăng cơ mà, mình không thể tăng cơ nếu như mình thiếu protein được mọi người. Không bao giờ. Thì ba cái yếu tố này nó đáp ứng được. Lean Body RTD nó đáp ứng được ba cái yếu tố này rất là tốt. Tại sao? Bây giờ sẽ cho mọi người xem luôn. Bây giờ Luân nãy là Luân lấy vị sô-cô-la đúng không? Nó còn có một cái vị nữa là cookie and cream đi. Luân sẽ cho mọi người xem cái vị cookie and cream. Đây, đây là vị cookie and cream. Mọi người thấy không ạ? Thì mọi người sẽ nhìn thấy ở đây là 40g protein và 0g đường. Đây, chính là chỗ này, 0g đường. Không có 1g đường nào hết. Và mọi người sẽ thấy rõ đây luôn nè. Calo của nó chỉ có, mọi người thấy không biết có mọi người nhìn rõ được không ạ? Đây, 280 calorie mà thôi. Chỉ có 280 calorie mà thôi nha. Đó. Thì cái hàm lượng calorie của nó rất là vừa phải. Thấp calo ở đây đã 280 calo.
Lành mạnh ở đây là không gram đường. Đó. Và dầu protein ở đây là 40 gram protein. Thì ba cái tiêu chí này nó đã đáp ứng được rất là tốt ở cái Lean Body RTD này. Đó, nhưng nó không chỉ đơn giản là như vậy. Tại vì sao? Lean Body RTD nó có thể dùng để thay thế được bữa ăn. Thay thế được bữa ăn luôn mọi người. Tức là mình không có thời gian mình ăn được, mình dùng nó như một cái bữa phụ của mình, như một bữa ăn phụ của mình trong ngày. Thứ nhất là cung cấp chất dinh dưỡng, thứ hai là tăng trao đổi chất, và thứ ba là nó không để cho mình bị đói. Thì Luân đã nói về cái vấn đề là một bữa ăn lành mạnh nó đáp ứng được ba cái tiêu chí đó. Rồi, vậy thì còn những tiêu chí nào nữa? À, Lean Body RTD cực kỳ giàu chất xơ. Dầu xơ. Dầu xơ, chất xơ ở đây tiếng Anh nó ghi là fiber. Thì Lean Body RTD cực kỳ dầu xơ. Dầu xơ là nó sẽ giúp cho tốt tiêu hóa. Tốt tiêu hóa. Đó, đó là một cái thứ rất là quan trọng trong cái cuộc sống của chúng ta. Ăn uống mà nó không tiêu hóa tốt thì cũng không có nên. Nó cũng sẽ là một cái gì đó rất là trở ngại. Đây, tôi cho mọi người xem thêm một vị nữa. Là vị dâu, Lean Body RTD vị dâu. Thì mọi người thấy là ở đây nó có, luôn nói là nó có chất xơ. Thì đây, nó có 5g chất xơ dietary fiber. Mọi người có nhìn thấy được cái chỗ này không ạ? Đây, mình sẽ chỉ cho mọi người luôn. Dietary fiber 5g chất xơ. 5g chất xơ. Đây thực sự là một cái chỉ số quá lý tưởng và quá tuyệt vời ở trong một cái sản phẩm rất là tiện lợi như vậy. 5g. 5g chất xơ giúp chúng ta phục hồi, xin lỗi, giúp chúng ta tiêu hóa tốt hơn và hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn. Nó tăng cái sức khỏe đường ruột của mình rất là quan trọng nha mọi người. Nó khi mình nạp protein, mình muốn cái thể mình hấp thu chứ, chứ mình đâu có muốn mà nó bị phung phí hay là nó không hấp thu được hết, thì nó sẽ không tối ưu cho cái việc phát triển và phục hồi cơ của mình. Thì 5g chất xơ này nó sẽ khiến cho cái việc hấp thu và tiêu hóa đó diễn ra một cách tốt hơn, trơn tru hơn và chắc chắn rồi, tốt cho sức khỏe cực kỳ. Rồi, đó là cái ý thứ hai. Rồi, chúng ta sẽ nói tiếp về cái thành phần dinh dưỡng nổi bật. Tại vì nó nói là cái MOD này nó quá, nó gọi là tuyệt phẩm luôn, tại vì nó chứa quá đầy đủ và nó quá hoàn chỉnh. Cái sự hoàn chỉnh này nó đã đạt tới cái mức là tuyệt vời luôn rồi, cao cấp luôn rồi, chứ không phải là một cái sự hoàn chỉnh gọi là chấp vá. Đó, thì bây giờ Luân sẽ cho mọi người xem tiếp. Đây là một cái Lean Body vị vani đi ha. Rồi, mọi người thấy nè, vị vanilla đây cho mọi người xem. Thì chúng ta đã thấy có chất xơ rồi, nhưng có một cái đặc biệt cực kỳ đặc biệt, đó là chất béo của nó. Một bữa ăn hoàn chỉnh, Luân đã nói với mọi người, đây mọi người xem chất béo nằm ở đây. Đó, nó chỉ có 1g chất béo bão hòa thôi. Chất béo bão hòa là chất béo xấu, chất béo không lành mạnh. Và nó có 8g là chất béo không bão hòa, là một chất béo cần thiết cho sức khỏe và cơ thể của chúng ta. Đặc biệt nó hỗ trợ giảm mỡ cực kỳ tốt, tại vì nó sẽ dung hòa cái chất béo có hại trong cơ thể và nó dung hòa cái mô mỡ trong cơ thể. Đây, 1g chất béo là saturated, tức là chất béo bão hòa. Vậy thì chúng ta có tổng là ở đây là 9g. Mà bây giờ nó đã có 1g là chất béo bão hòa thì chúng ta hiểu rằng 8g còn lại chính là chất béo không bão hòa, là chất béo tốt cho cơ thể. Đó. Thì đó là Luân soi tới một cách trung thực như vậy nha mọi người, chứ không phải là mình đứng đây mình bịa ra mà mình nói. Đó, thì fat thì Luân nói mọi người nó có hai loại. Một á là bão hòa. Bão hòa trong tiếng Anh nó ghi là saturated. Đó. Hai á là không bão hòa. Không bão hòa thì trong tiếng Anh nó ghi là unsaturated. Đó, thì cái sự này là đây là một kiến thức về dinh dưỡng mà Luân đã được học và tích lũy trong hơn 10 năm luôn sử dụng thực phẩm bổ sung, như là tập luyện cũng như là chăm sóc sức khỏe. Đó, thì khi mà chúng ta có chất béo không bão hòa trong Lean Body, nó chỉ có 1g là chất béo bão hòa thôi. Nhưng mà nó có một cái hay, đó là nó có tới 8g gọi là không bão hòa. Thì chúng ta hiểu rằng 8g này là một cái nhóm chất béo cực kỳ tốt. Thứ nhất, nó tốt vì những lý do sau đây. Đây, chúng ta đang có nhu cầu tăng cơ, protein đã giải quyết được chuyện đó rất là tốt. 40g protein là một cái nguồn protein quá dồi dào. Đến từ hai nguồn quá tốt là milk protein và whey. Chúng ta khi nó muốn giảm mỡ, chúng ta cũng phải cần axit béo. Axit béo. Nhưng mà cái axit béo đó nó phải đáp ứng cái tiêu chí là lành mạnh. Đó chính là cái mục tiêu này. Mục tiêu này đã giải quyết được rồi. Rồi mục tiêu này. Đó. Cho nên cái này nó đã giải quyết được với 8g. 8g chất béo mà Luân vừa chia sẻ với mọi người. Nó đã giải quyết được chuyện này. Đó lý do tại sao mà Luân nói Lean Body giúp tăng cơ, giảm mỡ. Tại vì nó quá đầy đủ dinh dưỡng. Đó, tiếp. Vậy thì chúng ta đã kết thúc cái phần chất béo. Cái này nó không chỉ tốt cho việc giảm mỡ mà nó còn tốt cho hệ thống tim mạch. Tốt cho mắt.
tốt cho não và tốt cho máu của mình nữa. Chất béo rất là thiết yếu trong cơ thể luôn. Rồi, và chúng ta sẽ đến với một cái ý dinh dưỡng cuối cùng mà phải nói là đặc biệt chỉ có ở Lean Body RTD thôi, chỉ có ở dòng Lean Body thôi, đó là vitamin và khoáng chất. Đó, ở Lean Body RTD nó có đầy đủ vitamin và khoáng chất cho tất cả chúng ta luôn. Vitamin là gì? Tốt cho mắt, tốt cho móng, tốt cho da, tốt cho xương, tốt cho cái hệ tuần hoàn, tốt cho máu, tốt cho cái sự phát triển và cái sự gọi là giữ gìn và chăm sóc sức khỏe tổng thể của một cơ thể người. Đó là những cái vi chất mà chúng ta không thể thiếu nó được. Thì ở trong Lean Body RTD nó có vitamin và nó có cả khoáng chất luôn. Đó, nhờ như vậy mà cái vitamin này nó sẽ hấp thu vô cơ thể chúng ta tốt hơn. Nhờ cái gì? Nhờ cái khoáng chất. Ví dụ như Luân nói với mọi người, hồi nãy Luân có nói với mọi người một cái ý là khi mà chúng ta có protein từ sữa thì nó sẽ giàu canxi đúng không? Thì khi mà giàu canxi á, phải có cái gì để hấp thu được canxi vô cơ thể. Tại vì bản chất canxi nó không thể hấp thu chỉ nhờ mình nó được. Đây, calcium. Muốn hấp thu thì nó phải có một cái sự xúc tác với một cái gọi là vitamin D3. Vitamin D3 là cái thứ giúp cho canxi được hấp thu vào xương, giúp chống loãng xương, khỏe xương, cái mật độ xương, một độ canxi xương chúng ta sẽ dày hơn, từ đó xương chúng ta sẽ chắc khỏe hơn và chúng ta ngừa được các cái bệnh về xương nhờ cái sự phối hợp này. Và ở trong Lean Body có đủ đây cho mọi người xem luôn. Đây đây bị dâu nè mọi người. Đó rồi, luôn cho mọi người xem luôn nha, mọi người nhìn ở đây giùm luôn. Vitamin D là 2,5 mcg, calcium là 400 mg, còn có thêm potassium là kali 800 mg. Đây thực sự là một cái chỉ số và thành phần dinh dưỡng quá là tuyệt vời mà Luân thấy ở trên thị trường thời điểm hiện tại không có ai có thể làm tốt cái việc đó hơn là Lean Body. Cho nên thông qua cái video này nãy giờ Luân phân tích thì mọi người cũng đã thấy được Lean Body có những cái thành phần như thế nào, chất lượng ra làm sao và cái công dụng của những cái thành phần này giúp gì cho cơ thể của chúng ta. Cho nên Lean Body nó đáp ứng được bữa ăn thay thế nhờ cái sự hoàn chỉnh này, nhờ cái sự hoàn chỉnh về mặt dinh dưỡng này. Đó, bữa ăn thay thế nó phải đáp ứng được cái tiêu chí là protein, carb và fat. Đó, thì Lean Body đã làm rất là tốt chuyện đó. Như vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau, mọi người sẽ rất thắc mắc cái ý này đúng không? Đây là cái ý về cái việc là cái mùi vị có ngon hay không. Đó, mùi vị. Bây giờ Luân sẽ nói về cái mùi vị. Không phải Luân nói mà Luân sẽ làm luôn cho mọi người xem. Thì mùi vị của Lean Body hiện tại ở Gen Z Nutrition thì đang có những mùi sau. Đây, đầu tiên là mùi thì mọi người đang thấy đây. Đầu tiên là mùi chocolate. Rồi, đó, mùi chocolate. Chocolate. Ở Lean Body RTD còn có một vị nữa, đó là vị mint chocolate. Đây, mọi người thấy không? Cái chỗ này là chỗ vị nè. Mint chocolate tức là chocolate bạc hà. Thì Luân uống cái vị chocolate thì rất là ngon. Nói chung Luân có thể một cái lời khẳng định và lời hứa với mọi người là Lean Body RTD uống cực kỳ ngon. Uống cực kỳ ngon. Cái vị chocolate bạc hà, vị chocolate mint này nè, cái vị Luân đang cầm nè, thì uống vô á, cái đầu tiên mình thấy là cái vị chocolate, nhưng mà sau đó là cái vị the the của bạc hà. Đó là như vậy, đó là review chân thực Luân đã uống rồi. Rồi tiếp cái vị nữa là vị vanilla. Thì vị vanilla này thì chắc là tại vì Luân, cá nhân Luân thì Luân không thích uống vanilla, thì nhưng mà vanilla thì theo như những khách hàng mà Luân đã bán và nó feedback lại với Luân á thì là uống ngon, rất là ngon, vị uống không hề ngán một tí nào luôn. Đó, tùy khẩu vị mình thích cái nào. Đây, vị vanilla nha mọi người. Đó, mọi người thấy không? Đó, vị vanilla. Lean Body vị vanilla. Rồi, tiếp nữa là vị cookie and cream. Đây, vị cookie and cream. Thì này nó giống như là sữa Oreo đó, rất là ngon. Vị cookie and cream là vị bánh đó mọi người. Nè, mọi người thấy không? Đó, vị cookie and cream. Thì cái vị cookie and cream này uống là nó sẽ có giống như những cái mọi người sẽ cảm nhận như là cái vị kem kem bánh bánh. Đó, rất là ngon, rất là dễ uống luôn. Và Luân nhấn mạnh lại là không đường nha mọi người. Không đường nha, Luân nhấn mạnh luôn. Đó là không đường. Luân nhấn mạnh với mọi người là tất cả sản phẩm Lean Body RTD dạng meal replacement này đều là không đường hết. Cái trong cái mà video Luân đang giới thiệu nè. Rồi, còn cái vị nãy là Luân có nói vị dâu rồi đúng không? Nãy Luân có nói vị dâu rồi, Luân để đây. Đây, vị dâu. Vị dâu thì nó cũng như là sữa dâu thôi. Tại đó thì vị dâu thì nói chung là rất là ngon, tùy cái khẩu vị của mỗi người.
tùy khẩu vị của mỗi người mà mình chọn cho mình một cái vị mình thích. Thì nó đa dạng mùi vị như vậy. Thì Long ở Sinet Junction thì có bán lẻ từng chai nữa. Đặc biệt là mọi người thấy không, đầu tư hẳn một cái tủ mát luôn. Đó, tất cả cái vị. Cái màu xanh này là cái màu này là dạng protein thực vật, Long sẽ nói sau. Đó, tất cả cái vị xay nhỏ này nọ. Rồi, có một cái đặc biệt nữa đó là có một cái vị đây, đó là vị cà phê mocha. Đây, cái vị này rất là hay nha mọi người. Cái vị này là vị cà phê mocha. Thì cái vị cà phê mocha này nó có 240 mg caffeine, mọi người thấy ở đây không? Đó, thì cái vị cà phê mocha này nó có 240 mg caffeine, cho nên nó sẽ rất thích hợp cho những ai mà mình muốn uống vào buổi sáng để mình tỉnh táo, mình làm việc. Vừa có dinh dưỡng mà vừa có caffeine để tỉnh táo tinh thần làm việc. Hoặc là buổi trưa, buổi xế chiều, hoặc là khi nào mình cần bổ sung dinh dưỡng mà mình cũng muốn có caffeine để tỉnh táo, uống y chang vị cà phê mocha luôn. Thật sự luôn. Đó, rồi. Thì đó là những cái mà Long muốn chia sẻ với mọi người. Thì chúng ta tổng kết lại chocolate, rồi mint chocolate. Đó. Rồi, vị cookie and cream. Đó, Long tổng kết lại các vị cho mọi người nha, để mọi người khi mà tới destination mình có thể tha hồ mà mình chọn lựa. Đó, vị dâu là vị strawberry. Strawberry là vị dâu. Rồi, vị vanilla. Đây là những cái vị rất là kinh điển rồi đúng không mọi người? Đó, vị vanilla, vanilla. Rồi còn gì nữa không? Anh sót có sót gì không nhỉ? Đó. Rồi vị cuối cùng là vị cà phê mocha, vị số 6. Vậy là có 6 vị cà phê mocha. Cái cà phê mocha này thì luôn nhấn mạnh là nó có caffeine, nó sẽ giúp tỉnh táo nha. Đó, rồi. Thì để sở hữu Lean Body RTD, mọi người có thể liên hệ với Gen Z Nutrition thông qua fanpage Facebook hoặc đến trực tiếp cửa hàng tại số 77 Dương Văn Cam, phường Linh Tây, thành phố Thủ Đức. Gen Z Nutrition rất là tự hào, rất là tự tin và rất là mong muốn được phục vụ mọi người. Tại vì sao? Tại vì Gen Z Nutrition sinh ra là để giúp cho mọi người đạt được cái sức khỏe và cái vóc dáng mà mọi người mong muốn. Cho nên phải có những sản phẩm thật sự chất lượng, thật sự uy tín và thật sự chính hãng. Như vậy cũng là chưa đủ, và phải có một những con người có sự, cái sự am hiểu, có cái sự trải nghiệm cái đối với sản phẩm đó và có được cái kết quả với cái sản phẩm đó thì mới dám tư vấn, mới tự tin hỗ trợ và giúp được cho mọi người đạt được cái mục tiêu của mình. Đó là cái triết lý và đó là cái lời hứa của Gen Z Nutrition dành cho những khách hàng của mình. Và Luân đã muốn chia sẻ với mọi người rất là chi tiết, rất là cụ thể như vậy. Cảm ơn mọi người đã xem video đến thời điểm này. Và nếu mà mọi người có bất kỳ một cái thắc mắc nào, mọi người đừng ngại comment xuống phần bình luận. Comment xuống phần bình luận, Luân sẽ trả lời cho mọi người, sẽ cố gắng trả lời cho mọi người. Và nếu mọi người muốn liên hệ mua hàng hay là được tư vấn thì mọi người có thể nhắn tin vào fanpage Gen Z Nutrition hoặc là đến trực tiếp cửa hàng 77 Dương Văn Cam. Gen Z Nutrition giao hàng toàn quốc. Đó, và quên nữa, thì cái đó là chai lẻ thôi. Ở đây có những thùng rồi mọi người thấy không? Thì một thùng như vậy là sẽ có 12 chai. Một thùng là cái loại lớn á, 40 gram protein đó là 12 chai cho một thùng. Còn cái loại nhỏ đây, cái loại nhỏ này thì nó mini hơn, nó 20 gram protein thôi. Đây mọi người thấy không? Đây cái thùng nhỏ. Thùng nhỏ này thì 16 chai cho một thùng. Đó, và nó chỉ có hai mùi thôi nha. Vì cái mùi nhỏ thì chỉ có hai mùi là vani với sô cô la thôi. Còn cái hũ lớn thì nó sẽ có nhiều mùi hơn. Đó, thì đó Luân chia sẻ với mọi người có thể mua nguyên một thùng thì nó sẽ rẻ hơn. Ví dụ như một chai này mọi người tới đây Luân Genesis bán lẻ là 90.000 một chai lớn, 60.000 là một chai nhỏ để mọi người trải nghiệm. Nhưng mà khi mọi người mua thùng, ví dụ như cái thùng này đi 40 gram 12 chai mà chỉ có giá là 999k, quá rẻ, quá giá quá phải chăng luôn. Rất là may mắn là đã deal được với thương hiệu Labrada để có được cái giá tốt để cho những người tiêu dùng Việt Nam, những người tin yêu Gen Z có được những cái sản phẩm chất lượng, giá cả phải chăng và uy tín chính hãng để mà sử dụng cho vóc dáng và sức khỏe của mình. Đó, và tất cả cái thùng ở đây đều có sẵn. Còn những dạng thùng bột này thì Luân sẽ review nó chi tiết sau. Cảm ơn mọi người đã xem video, và nếu mọi người thích video này hãy ấn giùm Luân nút like. Và nếu mọi người muốn không bỏ lỡ những cái thông tin hữu ích, thú vị về tập luyện nè, dinh dưỡng nè, thực phẩm bổ sung nè, thì mọi người hãy ấn nút subscribe và hãy chia sẻ nó đến với nhiều người, cho những ai mà đang muốn tìm hiểu kiến thức về thực phẩm bổ sung, dinh dưỡng, cái lợi ích của nó, thì mọi người hãy share video và giới thiệu cho Gen Z Nutrition nhé. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.